Nói thêm một tí xíu về nhà sĩ Lê Văn Khoa. Tôi cũng thuộc lại thế hệ sau này, tức là đi còn nhỏ lắm. Thì khi còn ở Việt Nam tôi chỉ học được cái tiểu học thôi ạ. Tôi biết giáo sư Lê Văn Khoa qua chương trình Đỗ Huy Đại học. Đó là người sáng lập chương trình Đỗ Huy Đại học đúng không ạ? Sau này lớn lên tôi bắt đầu thích nhạc classic, thì biết là một cái người nhạc sĩ Lê Văn Khoa chuyên về nhạc giao hưởng. Rồi về già, bắt đầu bây giờ đó ạ. Bắt đầu muốn đi chụp hình phong cảnh thì mới biết về những bạn già Lê Văn Khoa. Nhưng mà tôi thú thật quý vị, tôi hơi chậm, tôi không hiểu ba người đó là một. Tại vì khó tưởng tượng được một cái tài năng như thế nằm trong một cá nhân, đúng không quý vị? Quá hiếm. Và thật mà nói, riêng tôi nhé, rất là hân hạnh được gặp giáo sư nhiếp ảnh gia và nhạc sĩ ngày hôm nay. Và thưa quý vị, có một góc cạnh với một người trẻ cũng đã dấn thân trong cái lĩnh vực giáo dục, muốn lên đây cùng nói chuyện với quý vị về một cái câu chuyện rất hay về nhạc sĩ nhà giáo Lê Văn Khoa. Và bây giờ tôi cũng xin mời anh đến Dương Minh Phong ạ. Trong đây chắc quý vị cũng biết đây là hiệu trưởng của trường Văn Lai, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn chị Triệu Dung. Kính chào tất cả quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay. Và xin kính chào giáo sư Lê Văn Khoa. Thành công và nổi tiếng trong một lĩnh vực rất là khó. Muốn gì thành công và nổi tiếng trong cả ba lĩnh vực, mà ba lĩnh vực này lại hoàn toàn khác nhau. Đó là chúng tôi muốn nói đến giáo sư Lê Văn Khoa. Và ba lĩnh vực là lĩnh vực về âm nhạc, lĩnh vực về nhiếp ảnh, sau cùng là lĩnh vực về giáo dục. Hôm nay chúng tôi muốn thưa chuyện với quý vị về lĩnh vực giáo dục, bởi vì hai lý do chính sau đây. Thứ nhất là chúng tôi có phần hơi tiếng vị về giáo dục vì lý do cá nhân. Chúng tôi là những thầy cô giáo dạy Việt ngữ của Trung tâm Việt ngữ Văn Lan, San Diego từ 10 năm nay. Và mẹ chúng tôi cũng là cô giáo dạy học. Và cháu trai lớn của chúng tôi, cháu cũng có ý định đi theo ngành giáo dục khi cháu ra trường. Cho nên chúng tôi luôn dành những tình cảm rất là ưu ái tới những người hoạt động trong ngành giáo dục. Thứ nhì nữa là sau năm 1975 thì giáo sư Lê Văn Khoa, ông vẫn tiếp tục những hoạt động về nhiếp ảnh và âm nhạc của mình. Chỉ tiếc là trong lĩnh vực giáo dục, những hoạt động của ông đã bị cắt đoạn vì biến cố 1975. Thế hệ trẻ của chúng tôi, nói trẻ thì cũng có hơi quá đáng, thì chúng tôi cũng là những 40, 50. Nhưng mà nếu mà trở lại về cái thời điểm 1975 thì chúng tôi còn quá trẻ để biết về những cái hoạt động giáo dục của giáo sư Lê Văn Khoa. Cho nên khi mà được anh Lưu Anh Tuấn mời tham dự chương trình này thì chúng tôi có bắt đầu tìm hiểu thêm về những hoạt động giáo dục của giáo sư Lê Văn Khoa. Chúng tôi dùng trên Internet, Google kiếm những cái bài vở liên quan về những hoạt động của ông. Thì rất là tình cờ tôi kiếm được một cái bài viết của một nhà sư phạm viết về cho giáo sư Lê Văn Khoa. Và cũng rất là tình cờ, sau khi đọc xong cái bài viết đó, tôi mới biết tác giả của bài viết không phải ai là người xa lạ, mà ông chính là một người bạn rất thân của gia đình chúng tôi từ 50 năm. Ông cũng là người đồng nghiệp của mẹ tôi, và ông cũng là thầy giáo của anh em chúng tôi. Chúng tôi muốn nói về giáo sư Nguyễn Tri Phương của Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn, Sài Gòn trước năm 1975. Chúng tôi sẽ xin chia sẻ bài viết này với quý vị qua giọng đọc của sứ công viên đài truyền hình VNTV, chị Vân Anh. Vì bài này hơi dài cho nên chúng tôi chỉ xin mạn phép đọc một phần thôi. Và chúng tôi có in một số copy để quý vị nào muốn có thể đem về để đọc thêm.
Và bây giờ xin mời quý vị cùng thả hồn trở về Sài Gòn của những năm 60, của Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều, cánh tay tà áo sát vòng eo, của Sài Gòn phóng solex rất nhanh, đôi tay hoàng yến ngủ trong găng, của Sài Gòn dù đã có hơi hướng chiến tranh đâu đấy, nhưng vẫn còn nhiều vẻ thanh bình và êm ả, của Sài Gòn đầy ắp những hoạt động văn hóa, nghệ thuật và những chương trình giáo dục lành mạnh cho thiếu nhi. Trắng hàng ngày đưa giáo sư Lê Văn Khoa chạy tới chạy lui bon bon trên con đường phục vụ cho thế hệ trẻ, cho quê hương đất nước, thì chúng tôi, những chàng sinh viên trắng tay đang còn lặng ngụ với sách vở, mài đũng quần trên ghế giảng đường. Lúc đó, khoảng sau đầu thập niên 60, giáo sư Lê Văn Khoa với nụ cười luôn ở trên môi đã được đa số quần chúng dành nhiều cảm tình và ngưỡng mộ với một người đa tài, thành công trong các đóng góp về nhiều mặt như nhiếp ảnh, âm nhạc và giáo dục, mà đặc biệt là phương diện thiếu nhi, lĩnh vực hầu như bị coi là thứ yếu, quên lãng trong hoàn cảnh chinh chiến điêu linh của quê hương mình lúc bấy giờ. Vào thời xa xưa đó, Hội Việt Mỹ trên đường Mạc Đình Chi Sài Gòn, ngoài chức năng chính là dạy Anh ngữ, nơi đây còn tổ chức những lớp ngoại khóa cuối tuần như dạy làm hoa giấy, lớp hội họa, lớp cắm hoa và lớp mà tôi ghi tên theo học là lớp nhiếp ảnh dạy chụp hình. Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi có dịp được tiếp xúc, nói chuyện với thần tượng. Trước lúc đó, Văn Kỳ Thanh, Tức Kiến Kỳ Hình, chúng tôi đã nghe tên tuổi giáo sư Khoa, nhưng chỉ được thấy ông, một người trung niên có mái tóc dợ sóng bồng bềnh nghệ sĩ, cùng với nụ cười hiền hòa một cách tình cờ ngoài đường phố hoặc trên đài truyền hình. Sinh hoạt về nhiếp ảnh của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ gần như lên đến tột đỉnh vinh quang. Các nhiếp ảnh gia lừng danh thời đó như quý ông Nguyễn Cao Đàm, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Ngọc Hạnh, Lê Văn Khoa, tài nghệ theo tôi nghĩ vào bậc thượng thừa. Bao nhiêu huy chương vàng nhiếp ảnh quốc tế mà Việt Nam mình giành được đã là niềm hãnh diện vô cùng lớn cho giới trẻ, nhiều cảm xúc ghi mãi trong tôi. Chỉ riêng nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa, ông đã có được trên dưới 40 giải thưởng. Ít lâu sau, tôi ra trường và bước chân vào ngưỡng cửa của đại gia đình giáo chức. Nhiếp ảnh trong tôi lúc này bị mây quen bao phủ rồi. Tôi không nhớ nhiều về thầy Khoa nhiếp ảnh gia nữa. Nhưng rồi một thầy Khoa khác hấp dẫn hơn, hợp với lý tưởng nghề nghiệp của tôi hơn, xuất hiện trong tôi. Đó là nhà giáo dục Lê Văn Khoa qua các chương trình sinh hoạt thiếu nhi trên đài truyền hình Việt Nam. Tôi yêu nghề mến trẻ, do đó những sinh hoạt học đường, những gì liên quan đến trường lớp tôi rất chú ý, quan tâm và theo dõi với tâm huyết của một nhà giáo. Chương trình thiếu nhi của giáo sư Lê Văn Khoa trên đài truyền hình Việt Nam lúc bấy giờ, lấy công tâm mà nói, không chỉ lôi cuốn các em thiếu nhi một cách gắn bó, mà còn lôi theo luôn cả các bậc phụ huynh và dĩ nhiên trong đó có các nhà giáo. Thế giới của trẻ em vừa xuất hiện trên đài truyền hình là được chào đón nồng nhiệt. Nhà nhà có trẻ em cứ mong đợi cho đến giờ trình chiếu để được xem. Nếu tôi không lầm, chương trình thiếu nhi trên đài truyền hình Việt Nam do giáo sư Lê Văn Khoa thực hiện từ giữa thập niên 60 cho đến ngày miền Nam sụp đổ. Ngoài những bản nhạc thiếu nhi lành mạnh về học đường, trường lớp do các ca sĩ tí hon trình bày vui tươi, chương trình nòng cốt là vở kịch do các con rối diễn xuất. Đây mới là phần mà các khán giả tí hon mê nhất. Bằng phương cách học mà vui, vui mà học, mỗi chương trình là một vở kịch mang tính giáo dục gia đình, xã hội và dân tộc, dạy cho các em biết về phong tục của người Việt chúng ta cùng những sự kiện lịch sử oai hùng. Mỗi lần phát hình là một bài học mang nội dung đức dục và trí dục. Song song với chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi kể trên,
giáo sư Lê Văn Khoa cũng đã viết những sách truyện ngụ ngôn dành cho các em về sách giáo dục thiếu nhi, ngõ hồ góp thêm ý kiến cho các bậc phụ huynh. Với tất cả nhiệt tình, nhiệt tâm đóng góp không ngừng nghỉ cho đất nước, chính quyền của nền đệ nhị Cộng Hòa thấy rõ điều này và đã không quên ơn ông, người con thân yêu của đất nước. Giáo sư Lê Văn Khoa đã được tự hưởng công lao, trao tặng văn hóa giáo dục bộ tinh đệ nhất hạng và văn hóa giáo dục bộ tinh đệ nhị hạng. Sau đây là những thành quả mà nhà giáo dục Lê Văn Khoa đã dày công suốt đời đóng góp cho quê hương dân tộc. Tôi cũng biết rằng có nhiều thiếu sót vì sự hiểu biết hạn hẹp của mình, mong được bổ túc chỉ bảo thêm. Chương trình Thế giới của trẻ em mang tính giáo dục thiếu nhi trên đài truyền hình Việt Nam từ năm 1968 cho đến khi mất miền Nam. Đồng sáng lập Hội ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 1968, Hội trưởng Hội ảnh nghệ thuật Việt Nam từ năm 1968 cho đến nay, đã xuất bản 8 quyển sách về giáo dục gia đình và nhi đồng. Giải thưởng Văn học nghệ thuật toàn quốc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa năm 1968 năm 1970 về bộ môn sáng tác nhạc và nhiếp ảnh. Văn hóa giáo dục bộ tinh đệ nhất và đệ nhị hạng cho sáng kiến và đóng góp quan trọng trong ngành giáo dục năm 1971 năm 1972. Tâm lý chiến bộ tinh đệ nhất hạng và đệ nhị hạng cho ảnh hưởng lớn lao trong quần chúng Việt Nam và tạo uy tín Việt Nam ở nước ngoài năm 1973. Bằng tự thưởng đặc biệt của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa năm 1972. Bằng ấy những đóng góp dày công quý báu to lớn như vậy, bằng ấy những nhiệt tình, nhiệt tâm của một người suốt đời dành cho quê hương dân tộc. Chúng ta, những người Việt uống nước luôn nhớ nguồn, không bao giờ quên công ơn của những người như giáo sư Lê Văn Khoa. Xin quý vị cho một tràng pháo tay của giáo sư Lê Văn Khoa.